ra sao? Đang yêu ai quen ai, em nhìn anh trông gầy hơn trước thấy. Em vẫn thắc mắc đấy, sao nghe câu chia tay anh bình tâm như người đi trên giấy. Bởi vì em luôn nghĩ người mà anh yêu anh còn chia tay được, theo em thuộc lá đã là gì?